Dạ con xin chào ông bà, cô bác, anh chị và các em. Hôm nay mọi người có khỏe không? Nếu quý vị nào chưa có thời gian nhấn chữ đăng ký hay còn gọi là subscribe ở dưới phía góc tay phải màn hình thì làm ơn nhấn chữ subscribe màu đỏ nha. Còn nếu chữ subscribe chuyển sang màu đen rồi, đồng nghĩa là quý vị đã ủng hộ rồi. Xin đừng nhấn nữa nha, mọi người ủng hộ dùm con nha. Ok, quay lại đề tài chính hôm nay là bảo vệ ngôi nhà hạnh phúc bé nhỏ mình, hay còn gọi là hạnh phúc gia đình. Mến mời mọi người cùng con chia sẻ đề tài này nhé. Let's go. Hạnh phúc và gia đình đồng nghĩa là vợ và chồng, hay còn gọi là nương tử và tướng công. Ông bà ta thường có câu rằng vợ và chồng chúng ta phải tu mấy kiếp mới được trở thành cùng vợ cùng chồng. Tình yêu lúc nào cũng bắt đầu bằng mối tình bạn trong trắng và hồn nhiên. Một thời gian tìm hiểu nhau mới đi đến tình yêu ngọt ngào, say đắm, đắm say, tiếp tục khám phá buồn khổ có nhau. Cùng một hơi thở hòa nhịp vào nhau, sau một giai đoạn trải qua khá dài mới được đôn hoa kết trái. Trong tâm trí của Kiệt lúc nào cũng nhớ một câu châm ngôn của ông bà ta để lại: chuyện duyên nợ đâu phải ở gần mà nảy sanh tình cảm được, phải có duyên phận buộc ràng mới thành một trăm năm. Cho dù xa ở một phương trời nào đó mà hữu duyên thì cũng đưa đẩy cho đôi tim thành hội ngộ. Đây cũng là trúng trong trường hợp của Kiệt. Vợ chồng hai người ở xa nửa vòng trái đất nay đã đôn bông kết trái. Cuộc sống vợ chồng khó tránh khỏi những lúc làm cho đối phương không hài lòng. Điều này có thể xuất phát từ khuyết điểm, lỗi lầm của một hoặc trong hai người cũng có thể. Chỉ là sự khác biệt về tính cách, hoặc chỉ là đối phương của mình không chịu làm theo ý của bản thân của mình mong muốn. Trong tình hình này, thông cảm và bỏ qua cho nhau là hiện pháp tốt nhất để điều hòa mối liên hệ tình trạng ý thiếp. Thông cảm hòa và bỏ qua thực tế là một loại biện pháp thích hợp cho tâm lý của chính mình. Thông qua đó hóa giải những căng thẳng, mâu thuẫn hoặc xung đột có thể xảy ra giữa tướng công và nương tử của mình. Để đạt tới độ hiểu và thông cảm cho nhau, luôn giữ được hòa khí trong gia đình, bạn cần phải kiên nhẫn thực hiện theo nguyên tắc sau đây. Trước hết, nhìn nhận khuyết điểm của vợ hay là chồng mình một cách chính xác. Nếu người bạn đời có những việc làm cho bạn không được vui, không được vừa ý, thì bạn hãy nghĩ rằng đó có sự thực sự là khuyết điểm hay không. Đã gọi là con người, ai chẳng có khuyết điểm, phải không các bạn? Chúng ta không nên giận dữ mà phải nói chuyện với đối phương của mình xem sao.
rồi khuyên đối phương của mình sửa chữa. Nếu đây không phải là khuyết điểm hay chỉ là không làm theo ý của mình thôi, vậy thì cứ để cho đối phương của mình tự làm và tự do làm những gì họ mong muốn, đâu có sao phải không quý vị? Người ấy có nhân cách độc lập, có suy nghĩ riêng, tại sao cứ đòi hỏi người ấy phải làm theo ý của mình và không chắc lúc nào ý của mình cũng đúng cả? Có phải vậy đúng không các bạn? Ngược lại, chúng ta nên tìm ra những ưu điểm người bạn đời của mình thì hơn. Theo lối suy nghĩ bé nhỏ của ban thân kiệt, khi đã chấp nhận trao hết tình cảm cho người mình yêu rồi thì không hề biết em là ai, em đến từ đâu, quá khứ hay hiện tại, miễn là những cái gì thuộc về em, anh đều chấp nhận cả. Và trong đôi mắt em, lúc nào em lúc nào cũng là một người vợ hiền, biết kính trên nhường dưới. Trong công việc hay ở nhà điều hoàn hảo cả. Chúng ta phải có lòng khoan dung, độ lượng, không nên so đo, xét nét. Những việc nhỏ trong sinh hoạt phải học cách làm ngơ. Nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, thường hay soi kính hiển vi. Nhiều chuyện rất là nhỏ không thấy nhưng mà phải dùng kính hiển vi để cho thấy, để tìm ra những nhược điểm trong tính cách hay trong sinh hoạt của chồng để bắt bẻ. Điều này khiến các ông chồng khó chịu vô cùng. Phải vậy mấy ông, họ không biết phải làm như thế nào thì bà vợ chủ của mình hay là bà trời của mình mới vừa lòng được đây. Phải không mấy ông? Mấy ông đang suy nghĩ đúng không? Hoàn toàn không cần thiết phải so bì tính toán từng căn từng lạng. Hàng loạt vấn đề không thuộc nguyên tắc tồn tại trong quan hệ vợ chồng. Nếu trong gia đình xảy ra một sự cố không ngoài ý muốn, không thể cứu vãn được, thì chúng ta không được dừng lại ở chỗ sầu thảm, ảo não hoặc án trách người này người khác, quy kết tội lỗi cho nhau, mà hãy tự giải thoát chính bản thân mình. Tức là nghĩa hãy thoáng rộng ra một chút. Kiệt sẽ đưa một ví dụ. Chẳng hạn, nếu vợ bạn, hai chồng lỡ tay làm chết một con cá khôi. Lý do Kiệt đang nói về cá khôi tại vì ở đây là mình nuôi cá khôi mình bán, ok. Lỡ tay làm chết con cá khôi đẹp đắt tiền, bạn có thể nghĩ thế này: thôi, coi như từ trước tới nay chưa bao giờ có một con cá khôi đẹp đó ở trong nhà. Hoặc coi như giúp con cá khôi đó đi đầu thai sớm để làm người, được không quý vị? Rất là đơn giản nếu mà mình chịu mở rộng tâm hồn và sự rộng lượng của mình ra. Kiểu tự giải thoát này làm cho mọi người
sự việc trở nên hợp lý hóa. Tìm được sự an ủi cho lòng mình, đồng thời giúp cả hai nhanh chóng lấy lại sự cân bằng tâm lý, trở nên bình tĩnh và xử lý vấn đề tỉnh táo hơn. Nhiều khi đôi lúc chúng ta vào công việc bu đù, mình lo lắng, mình không có tỉnh táo thì mọi sự sẽ không thể giải quyết được và thông minh hơn. Nếu có thể làm được như vậy, hai tấm lòng chắc chắn sẽ huyện chặt với nhau. Người chồng hay người vợ không được vừa ý trong chỗ làm hoặc bị oan ức gì đó trên các phương tiện khác, thì cả hai vợ hoặc chồng đều phải khéo léo, nhớ là khéo léo trong này nha, biết chuyển tâm trạng tiêu cực của mình sang hướng khác. Giống như mình đang buồn, đang giận, thì sau khi mà công việc nó đã làm xong rồi, bước vô cửa là bỏ hết tất cả, về tới nhà, đây là gia đình hạnh phúc của mình phải bảo vệ. Tuy nhiên công việc là cơ hội để mình làm việc lấy tiền để lo cho gia đình, nhưng gia đình là quan trọng. Nếu không có gia đình thì mình không cần đi làm. Gia đình lúc nào cũng là số một, chứ không được trút nổi cáo giận dữ lên cuộc sống gia đình và quan hệ của vợ chồng. Quý vị nhớ nha, điều này rất 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 là quan trọng. Kiệt chia sẻ kinh nghiệm bé nhỏ, một tí bé nhỏ thôi, và sự hiểu biết nhỏ nhoi của mình, của Kiệt. Nếu chúng ta muốn hạnh phúc bền lâu thì chúng ta phải sưởi ấm lại tình yêu đó như thở ban đầu. Thở ban đầu nghĩa là chúng ta mới vừa yêu nhau. Điều thứ nhất quý bà nên cần làm, nên sửa soạn và tân trang cho bản thân mình thiệt là gọn gàng. Kiệt biết quý bà lúc nào cũng chăm lo gia đình, đôi lúc quên cả bản thân mình. Quý bà cho rằng vợ chồng chúng ta sống với nhau rất là lâu, không cần bề ngoài. Có phải vậy không? Có nhiều quý bà suy nghĩ vậy không? Nếu mà có thì làm ơn để ý kiến ở dưới nha, cho Kiệt biết nha. Nếu ai đang có lối suy nghĩ như vậy, đồng nghĩa là hạnh phúc của quý bà ra đi từ từ rồi đó. Nhớ nha, nếu mà ai suy nghĩ như vậy là hạnh phúc của mình sẽ ra đi từ từ rồi đó. Sau đây, quý bà còn nhớ lúc thở ban đầu hay không? Lúc yêu nhau, hình dáng, cách ăn mặc, khi nói chuyện ra sao? Thực sự trên đời này không có cái gì gọi là tuyệt đối hay là tuyệt vọng cả. Điều quan trọng là chúng ta có muốn thay đổi và chuyển hướng khác tốt đẹp hay không mà thôi, là do quý bà nha. Đây là quý bà. Quý bà không cần phải mua sắm quần áo đắt tiền, miễn là cách ăn mặc gọn gàng là được. Cái điều thứ hai đặc biệt phải để ý, người chồng của mình không thích món ăn nào, ngược lại ông chồng của mình thích món ăn nào nhất. Cái thứ ba, vào các ngày lễ đặc biệt, quý bà nên bận đồ ngủ đẹp, thiệt là đẹp,
quyến rũ nha, nhưng không được quá hở. Xức một tí nước hoa trên cổ của mình. Xin lưu ý, có nhiều vị bị dị ứng nước hoa, phải suy nghĩ nha. Và trổ tài nấu ăn một món ăn, dùng các món ăn thiệt là ngon người chồng của mình đã thích, và dùng các loại hoa trang trí chung quanh. Đặc biệt phải là có một bình bông hồng dưới ánh đèn cầy, cộng thêm tiếng nhạc im dịu. Thử hỏi một người chồng mình có chết mê chết mệt hay không? Thiệt sự tại sao quý vị làm như vậy? Tại vì ngoài đời nhiều sự cám dỗ, nên quý bà chịu khó một tí nha, để đổi lấy hạnh phúc cả đời. Có phải không quý vị? Ngược lại với ông thì sao? Bây giờ chúng ta bắt đầu xoay sang về quý ông nha, chính là bản thân của mình. Quý vị chuẩn bị chưa? Mấy ông chuẩn bị chưa? Let's go! Thực sự phụ nữ sinh ra là phải được đàn ông thương yêu, chiều chuộng, phải không mấy ông? Đúng vậy phải mấy ông? Ông bà ta có câu rằng lời nói phải đi chung với việc làm. Ở bên nước Mỹ này, hay còn gọi là USA này, con nít là số 1, số 2 là cụ già, số 3 là đàn bà, thứ 4 là con cát, con giống như mấy con động vật, cuối cùng mới tới là chúng ta, đúng là các ông đó, các ông, và chính là bản thân của Kiệt đây. Bây giờ mấy ông mới hiểu ra số phận của mình ra sao, phải chưa? Nếu mà hiểu rồi, vậy chúng ta thực hành nha. Mình phải thực hành lực tắc, bắt đầu ngay lập tức. Người đàn bà mang nặng đẻ đau, lại đi làm cực khổ, lo cho hạnh phúc gia đình của chúng ta. Nếu một ngày nào đó đàn ông chúng ta đi làm về nhà sớm hơn vợ mình một tí, chỉ là một tí thôi nha, tí công việc mệt nhọc cả ngày, nếu muốn giữ hạnh phúc bền lâu, chúng ta nên giúp đỡ người vợ của mình một tay. Nhớ nha, nếu muốn giữ hạnh phúc bền lâu, chúng ta, chính bản thân mình, phải nên giúp đỡ người vợ yêu dấu của mình một tay. Rất là đơn giản. Như thế nào? Như rửa chén nè, mình rửa chén, giặt đồ, nó rất, bên Mỹ rất là đơn giản, gom hết mấy cái đồ dục vô máy giặt là xong. Quét nhà bên Mỹ thì nó cũng thiệt sự nó không có dơ. Ở Việt Nam thì mở cửa nó bụi bặm, nó dơ lắm, còn bên Mỹ nó đâu có dơ đâu. Thì mình cũng lấy cái chỗ mình quét cho vợ mình vừa lòng. Sau đó mình phải trổ tài, đúng không? Đàn ông mình cũng biết nấu ăn mà, đúng không? Còn không máu, trổ tài nấu ăn một món ngon, thiệt là ngon, mà mợ vợ của mình thường ưa thích. Nhớ nha, phải trổ tài đàn ông chứ. Trong lúc đợi vợ mình về thì chúng ta đi lấy quần áo. Thường thường chúng ta đi tắm, đúng không? Là phải lấy quần áo. Đúng vậy. Bên Mỹ hay ở Việt Nam cái gì cũng vậy. Nếu mà thương yêu nhau, lúc đối phương mình tắm thì mình đi vô lấy đồ tắm, bỏ vô bồn tắm để sẵn sàng cho vợ mình tắm. Và đồng thời mình đợi vợ mình về tắm, tiện tay
lấy những cái bông hồng còn tươi. Nhớ không? Lúc mà vợ của mình phục vụ mình đó, cho mình ăn miệng mới ngon đủ thứ hết á, cho mình nghe nhạc rồi đó, tiện tay mình lấy những cái bông hồng còn tươi, một ánh đèn cầy cộng thêm cái máy nghe nhạc nữa, người ta gọi là mượn hoa kính Phật mà, phải không? Mấy ông rồi phải ga lăng một chút, mượn hoa kính Phật. Tuy nhiên là những cái này là của mấy bà, nhưng mà mình mượn. Đặt trên bàn những ngày trước. Ok, sau đó chúng ta những lấy cái những cành cánh cái bông hoa đó, mình lặt ra những cánh hoa, mình bỏ vào cái bồn tắm để hồi vợ mình tắm. Và trở ra mình phải mở tủ lạnh, lấy vài trái cam ra, vắt một ly cam tươi và cắt thêm một miếng chanh nhỏ nhỏ để trên cái miệng của cái ly, trang trí cho nó đẹp, rồi bỏ ngược vào tủ lạnh cho nó lạnh để vợ mình về uống. Mấy ông có làm được hay không? Được, rất là đơn giản, đâu có gì khó khăn đâu, đúng không? Làm được, chúng ta làm được, đừng để đàn bà khi dễ, đúng không? Thời gian trôi qua, người vợ đã về tới nhà. Trong người vợ của mình làm việc rã rời sau một ngày làm việc mệt mỏi. Chúng ta thấy vợ mình về nghe lục đục mở cửa, chúng ta phải, cho dù mệt mặt, gương mặt phải cười tươi lên nha, phải cười tươi lên nhé, cười cười lên nhé. Phụ sắc, nhiều khi vợ mình vừa đi làm mệt mỏi mà cũng nhiều khi cũng ghé ngang chợ rồi mua món quà về cho con mình ăn, chồng mình ăn. Vợ mình lo tới mình cũng phải để ý và chia sẻ một chút, có phải không mấy ông? Chúng ta làm được. Trong lúc người vợ mình đi thay đồ, chúng ta đi lấy chiếc khăn lông, nhớ là phải lựa chiếc khăn lông nó mềm mại. Lý do tại sao mềm mại? Nhúng một chút tí nước ấm, lau đợi vợ mình ngồi lên ghế nghỉ ngơi, lau cái khăn có nước ấm đó, lau lên gương mặt hiền từ nhân hậu của mình, và đồng thời hỏi vợ mình hôm nay đi làm có mệt hay không. Em yêu dấu của anh, đôi chân của em hôm nay có mỏi hay không? Nếu mà vợ mình nói dạ em mỏi chân, thì nhiệm vụ của chúng ta còn không mau đi lấy một cái thau ngâm chân, bỏ tí muối vô, nếu mà ai muốn dầu xanh của mình á, bỏ vô một tí, bỏ nước ấm, như nhớ là nước mắm ấm nha mấy ông, không được nước nóng nha, phải thử thọt cái tay thử vô coi có ấm hay là nóng nha, nóng là phải tha thêm chút nước, không được để ấm nóng đâu nha, ấm ấm cho vợ mình ngâm chân. Tiện đó đó thì lấy một cái chai, cái ly nước cam hồi nãy mình mới vừa vắt đó, đã lạnh rồi, đem cho vợ mình uống. Làm được không mấy ông? Được, chúng ta sẽ làm được. Được. Trong lúc vợ mình ngâm chân và uống nước cam để ngồi nghỉ ngơi, chúng ta đi vô nhà tắm, chuẩn bị mở một bồn nước ấm và rắc những cái bông hồng chúng ta hồi nãy lặt ra đó. Khi chúng ta tắm mà có những cánh hoa hồng thì cảm giác cái gì nó cũng cảm giác nó thoải mái. Thắp ánh đèn cầy lên và mở nhạc tiếng im dịu, để sau khi vợ mình thoải mái rồi, mời vợ mình vào nhà tắm. Nếu mà trời lạnh thì mình sẽ mở một cái máy sưởi hay gọi là máy hít đó lên. Làm được không mấy ông? Được, đàn ông số 1 làm được. Sau khi người vợ mình tắm xong, nếu tiện mình có thể lấy cái khăn
lau nước trên cả người vợ mình cho khô. Và đi lấy cái máy sấy tóc nha. Đơn giản đúng không? Hồi xưa không có máy sấy tóc, bây giờ sấy máy tóc dễ thôi, cắm điện vô máy sấy tóc nở lên, mình sấy tóc cho vợ mình. Có được không mấy ông? Được. Nhưng nhớ nha, sấy tóc của vợ mình chứ không phải vợ người ta nha mấy ông. Nhớ điều đó nha. Nói chơi thôi Kiệt, nói chơi thôi. Lâu lâu mình serious quá cũng không được. Mình lâu lâu cũng nói chơi cho nó thoải mái tâm hồn đúng không? Nhiều khi cái cuộc sống của mình mà nghiêm nghiêm quá thì không được. Thôi quay ngại, quay lại đề tài nha. Khi chúng ta nói đến hai chữ đàn bà là liên tưởng đến chữ nhân từ, nhân hậu, rộng lượng, vị tha và cao cả. Kiệt khinh xin thưa với mấy ông rằng nếu chúng ta làm những điều trên thì bốn chữ hạnh phúc và vĩnh viễn sẽ theo chúng ta suốt đời. Mấy ông có thể làm được không? Tại sao chúng ta đi làm cực khổ, nhiều khi kể cả bỏ cái tính mạng của mình để làm gì? Làm đồng tiền đó để ra để làm gì? Có phải là đem về lo cho gia đình hạnh phúc và bản thân của mình không? Đúng vậy, những việc nhỏ xíu đó sẽ giúp hạnh phúc của chúng ta càng ngày càng ấm cúng hơn, càng tươi cười hơn. Gia đình hạnh phúc của chúng ta càng ngày càng được đầm ấm mãi mãi về sau. Có phải được và hạnh phúc được phải không mấy ông lẫn mấy bà? Mến chúc mọi người thiên hạ được kết tóc, xoe duyên và hạnh phúc được mãi mãi không hề nhạt phai. Con xin tạm dừng đề tài này tại đây. Đôi lúc ăn nói của con chưa có trôi chảy cho lắm, làm mất lòng mọi người. Nếu có điều chi sơ sót, xin mọi người rộng lượng, hải hà, thông cảm, bỏ qua cho, ngàn lời cảm tạ. Cũng không quên, nếu quý vị nào chưa đăng ký hay gọi là subscribe ở phía góc bên tay phải của màn hình, thì làm ơn quý vị nhấn nút subscribe hay là đăng ký. Nếu thấy cái nút subscribe hay là đăng ký màu đỏ là quý vị chưa đăng ký. Còn ngược lại, cái nút subscribe chuyển sang màu đen đồng nghĩa là quý vị đã ủng hộ và đăng ký cho con rồi, thì đừng nhấn nút nữa nha. Và hẹn gặp lại các video kế tiếp. Bye bye.